Chào mừng tất cả các bạn, chúng ta đã quay trở lại với channel YouTube của Nguyễn Công PC. Đây đây đây, bên cạnh của mình đây. Hôm nay mình đang có ở đây cho anh em một bộ PC với mức giá sẽ là khoảng 21 triệu đồng để các bạn có thể sắm vào cái dịp đấy chính là đầu năm mới như thế này. Và với một bộ PC có mức giá là khoảng 21 triệu đồng như thế này thì ở thời điểm hiện tại chúng ta bỏ số tiền đó ra, chúng ta sẽ nhận lại được về mặt hiệu năng cũng như là cấu hình phần cứng ra làm sao, thì xin được mời anh em chúng ta theo dõi ở ngay sau đoạn intro này nhé. Rồi, và đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải điểm qua đây chính là về mặt cấu hình của bộ PC này. Để xem là mức giá là khoảng 21 triệu đồng chúng ta bỏ số tiền này ra, chúng ta sẽ nhận lại được những gì. Thì với CPU mình đang sử dụng đây đấy chính là một CPU thế hệ hơi cũ. Chúng ta đang có CPU Intel Core i3-10105F. Và mới gần đây thì trên kênh YouTube của chúng mình thì cũng đã có một cái video đánh giá về 12100 rồi. Các bạn đều đã biết là cái sự nâng cấp về mặt hiệu năng của 12100 nó làm tốt đến như thế nào. Tuy nhiên thì với 10105F thời điểm hiện tại thì nó vẫn đáp ứng đủ cho chúng ta cái nhu cầu liên quan tới chơi game, hay là về cái việc là chúng ta sử dụng những cái cấu hình mới như là 12100, chúng ta sẽ cần phải đi kèm với một con board chủ là H610, mà các bạn biết là mức giá thời điểm hiện tại thì nó cũng đang bị hơi cao. Thế nên thì mình nghĩ là với một combo như là Intel Core i3-10105F đi kèm với một chiếc board chủ là B560 thì nó sẽ tối ưu hơn cho anh em rất nhiều. Khi mà với chiếc board chủ mà mình đang sử dụng ở đây thì nó là bên dòng B. Về mặt tổng quan thiết kế của nó thì nó cũng được làm một cách hết sức là ấn tượng ở trong tầm giá này. Khi mà chúng ta có cái hệ thống tản nhiệt dành cho VRM, hay là các bạn sẽ có 2 slot để cắm SSD, 4 slot để có thể cắm được RAM, và để giúp cho các bạn có thể nâng cấp một cách rất thoải mái sau này. Kể cả khi mà sau này chúng ta nâng cấp lên những vi xử lý nó cao cấp hơn một chút như là Intel Core i5 hay là Core i7 non ca, thì mình nghĩ là chiếc board máy chủ này vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng được đến cho anh em. Rồi về phần tản nhiệt thì ở đây mình cũng đang sử dụng một chiếc tản nhiệt hoàn toàn mới. Mức giá của nó thì nó cũng rất là hữu nghị anh em ạ. Trước đây thì mình thường xuyên sử dụng những cái tản nhiệt đến từ gọi là Zonesmo, cụ thể hơn sẽ là con CR1000 ở trên những cái bộ PC của mình. Tuy nhiên thì hôm nay mình đã thay vào đây một chiếc tản nhiệt đến từ Thermalright. Con này thì nó không có LED RGB như con kia, tuy nhiên thì về cái độ đẹp, mà nếu như anh em là chúng ta yêu thích cái sự mạnh mẽ thì mình tin là con này nó làm tốt hơn hẳn so với lại con Zonesmo CR1000. Về phần ống đồng của nó thì nó cũng được mạ niken, trông trở nên sáng bóng và xịn sò hơn. Ống của nó cũng to hơn và cái khả năng tản nhiệt của nó trong quá trình khi mà chơi game hay là làm việc thì nó cũng làm tốt hơn so với con CR1000 của chúng ta. Rồi kế đến chúng ta có một cái combo RAM và SSD. Thì với tầm giá như thế này thì mình cứ build cho anh em 16GB RAM để cho chúng ta có thể sử dụng một cách thoải mái. Thì ở đây mình đang sử dụng một cặp kit RAM đến từ Adata, đấy chính là con Spreadsheet. Con này thì chúng ta sẽ có được phần LED RGB, nó có thể sync được với tất cả những các loại main. Với cặp kit RAM này thì nó lại còn có một cái bus RAM khá là cao, trong khi đấy mức giá của nó lại rất là hợp lý để chúng ta có thể build PC ở thời điểm hiện tại. Thế nên thì với cặp kit RAM này mình nghĩ nó sẽ là một trong những cái sự lựa chọn rất là phù hợp đến cho anh em. Rồi về phần SSD thì mình đang sử dụng ở đây là một chiếc SSD khá là quen thuộc đến từ Keystone, cụ thể hơn nó sẽ là con NV1. Con NV1 này thì nó rất là nổi tiếng anh em ạ, nổi tiếng về cái độ rẻ, trong khi đấy thì về mặt hiệu năng mà nó mang lại từ tốc độ đọc cho tới tốc độ ghi hay là về phần nhiệt độ của nó tỏa ra thì nó cũng không quá nóng, nó hết sức là ấn tượng và đáng để cho chúng ta có thể sở hữu. Mức giá của nó cũng chỉ khoảng 900.000 đồng để chúng ta có thể sở hữu được một chiếc SSD NVMe và nó có cái dung lượng là 250GB như thế này. Rồi về phần card đồ họa, đấy về phần card đồ họa thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần quan tâm là mình đang sử dụng con card đồ họa như thế nào trên một bộ PC 21 triệu đồng như thế này. Thì mình đang sử dụng ở đây không phải là 1650, cũng không phải là 1650 Super hay là 1660 Super, mà mình lựa chọn một con đấy chính là 1660 phiên bản thường. Con này thì về mặt hiệu năng của nó mình đánh giá nhá, nó vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng đủ chúng ta cái nhu cầu để chúng ta có thể chơi được những cái tựa game eSports, hay thậm chí là các bạn có thể chơi được những cái tựa game AAA ở độ phân giải đấy chính là Full HD. Với những cái trải nghiệm của mình khi mà test ở trên bộ PC này thì mình thấy là nó đáp ứng một cách rất thoải mái. Nếu như anh em nào chúng ta sử dụng thêm với những bộ màn hình gaming có tần số quét lên tới đấy chính là 141Hz nữa thì mình nghĩ là đa phần những cái tựa game từ online esports cho tới tựa game offline, nếu các bạn biết tùy chỉnh một chút thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể phục vụ tốt ở trên những mẫu màn hình có tần số quét cao như là 141Hz. Còn với những em nào chúng ta chỉ chơi những tựa game esports thì màn 240Hz bộ PC này vẫn có thể đáp ứng được cho anh em. Và hai cái thành phần linh kiện cuối cùng ở trên dàn PC này đấy chính là về phần vỏ cây và về phần nguồn. Với nguồn thì mình đang sử dụng đây đấy chính là một cái bộ nguồn có công suất là 650W, đấy chính là con Infinity Eco. Con này thì mình cũng đã sử dụng rất nhiều ở trên những bộ PC của chúng mình rồi, với một công suất cao
các bạn hoàn toàn có thể rất là thoải mái cho cái nhu cầu nâng cấp sau này với Intel Core i3 với một chiếc B560, và sau này kể cả cái việc mà chúng ta có điều kiện nâng cấp lên những con card nó to, nó xịn sò hơn như là RTX 3070, 3080 thì cái bộ nguồn này vẫn có thể dư sức đáp ứng đủ cho anh em cái nhu cầu sử dụng. Còn về phần vỏ cây thì ở đây mình đang sử dụng một chiếc vỏ cây nó đến từ một cái nêm, có thể thấy là nó hoàn toàn lớn hơn so với lại những cái bộ cây mà chúng mình thường build sẵn gửi đến cho anh em. Đấy chính là mình sử dụng vỏ cây đến từ Cooler Master. Con này cụ thể hơn nó sẽ là con MB600LV2. Đấy, nó còn có thêm một cái phiên bản là MB400LV2 nữa. Cái lý do mà mình lựa chọn cái vỏ này ấy thì thực sự là do ở trong kho của chúng mình hiện tại là hết cái phiên bản là MB400LV2 rồi. Còn nếu như mà còn thì mình sẽ sử dụng cái vỏ cây đó. Với hai cái phiên bản này thì cái sự khác biệt duy nhất của nó sẽ chỉ đến từ cái việc là con 600 thì nó sẽ có thể lắp được main ATX, còn con 400 thì nó sẽ chỉ lắp được main MATX mà thôi. Vậy nên thì nếu như bạn nào sau này mà chúng ta muốn nâng cấp lên những con main xịn sò hơn mà các bạn yêu thích cái vỏ cây như thế này rồi thì mình nghĩ là chúng ta nên sử dụng cái vỏ cây là MB600. Còn nếu như bạn nào chúng ta muốn tiết kiệm chi phí hoặc là các bạn muốn sử dụng một cái cấu hình như thế này nó không cần phải nâng cấp quá nhiều về thành phần linh kiện bên trong, đặc biệt là về phần main nữa, thì mình nghĩ là các bạn nên lựa chọn con 400 để nó có thể cắt bớt đi cái khoảng không gian và nó cũng sẽ giúp cho bộ PC ta nó trông trở nên đầy đặn và đẹp mắt hơn. Tổng thể của cái vỏ cây này thì mình cũng đánh giá rất cao khi mà nó có một cái ngôn ngữ thiết kế cực kỳ là bắt mắt, hay kể cả lượng airflow của nó tỏa ra thì nó cũng rất tốt. Khi mà chúng ta có được những cái phần khe hút gió đến bên đây này thì cái lỗ thông khí của nó cũng rất to nữa. Thế nên thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể thoải mái sử dụng, kể cả việc mà chúng ta sử dụng những cái cấu hình cao thì cái airflow ở trên bộ PC này nó cũng rất là mát để các bạn có thể sử dụng nhé. Mình đã vừa liệt kê ra cho tất cả các bạn về tất cả những cái linh kiện sẽ có mặt ở trên một bộ PC với mức giá là 21 triệu đồng. Với những cái ưu và nhược điểm của tất cả những cái linh kiện này thì mình cũng đã có nói rồi. Tuy nhiên thì với tầm giá là 21 triệu đồng như thế này khi mà mình build ấy, thì mình đã cân đo đong đếm rất là kỹ và tất cả những cái linh kiện này nó đã khá là hợp lý để các bạn có thể mua rồi, gần như là không phải tùy chỉnh bất kỳ những cái linh kiện gì ở bên trong cả. Cái việc mà chúng ta quan tâm bây giờ đấy chính là cái hiệu năng của nó sẽ thể hiện được như thế nào trong quá trình khi mà chơi game và làm việc. Thì ngay bây giờ mình sẽ cho anh em chúng ta xem qua nhá.
Rồi, trên đây là ý chính là về mặt hiệu năng của bộ PC này. Với tổng giá trị của nó sẽ là 21 triệu đồng. Với những gì mà nó mang lại thì mình nghĩ là nó thực sự khá là xứng đáng để các bạn có thể mua và chúng ta trải nghiệm ở trong cái dịp để chính là đầu năm mới hay là việc mà chúng ta gần đến với lại Tết âm lịch thế nào rồi để các bạn có thể ở nhà chúng ta chơi game với bạn bè, giao lưu trong những ngày cuối năm. Thì ý kiến của anh em như thế nào? Liệu là anh em là với tầm giá khoảng 21 triệu đồng như thế này thì các bạn có build được một bộ PC mà nó có được những thành phần linh kiện máy tính nó ngon hơn như cái bộ PC mà mình đã và đang build trên đây hay không? Thì các bạn đừng quên là hãy comment lại ý kiến ngay bên dưới phần bình luận của video cho mình cũng như tất cả các bạn đã và đang xem video được biết về nhá. Một lần nữa thì xin được cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video từ đầu cho tới bây giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video kế tiếp.